Đừng đối xử tốt với những kẻ không biết điều, đừng rộng lượng với người vô ơn. Nếu như bạn cho đi một lần thì chắc chắn họ sẽ chỉ biết nhận, sau đó thậm chí còn oán giận nếu bạn không tiếp tục giúp đỡ họ. Thế mới nói, khi gặp những kiểu người này thì tốt nhất là tránh kết giao thâm tình. Bởi người vô ơn thì dù bạn làm cho họ vô số việc, cuối cùng họ cũng sẽ quên sạch. Khi họ thấy có thể lợi dụng bạn thì họ sẵn sàng đội bạn lên đầu. Nhưng khi bạn lâm vào cảnh đường cùng thì họ sẽ lập tức rời đi, tỏ ra không quen biết. Lòng xấu lại giống như cái đinh, sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm tên bạn ở trong lòng. Chân lý này tuy nghiệt ngã nhưng đích thực là cuộc sống.